Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa một cái cây bay này các bạn. Cái bay này mình chỉnh lại, mình vô phân để cho nó có trái hay sao các bạn. Đây, những cây bay đây. Bay đâu không thấy, thấy gì đâu không. Nè, hai thân nữa các bạn. Đó, hai thân dính lại, có thân lên, thân xuống. Rồi mình sẽ cắt chỉnh cái tàn cây này lại các bạn. Tàn cây này lại, cho nó ra cái gì. Nhánh nó phóng dài các bạn thấy không, phóng đi dài không, không mét được bạn, không chơi đâu. Quay quay lắp cái máy được rồi, mình cũng quay vậy các bạn. Quay qua quay lại nè, đặt cái máy luôn, dính vô cái máy chút nữa các bạn, nó an toàn đó. Khuyết thì mở các bạn, mở kẹp. Cái này thì nó không khuyết, chưa đến mức độ khuyết dữ. Mình sẽ làm bông ở lại các bạn. Giữ cái nóc không biết chỗ nào đây. Lùa lùa lùa. Mình cho nó lùa thôi các bạn, không có nóc gì á. Bài nữa, mình cột cái gì đây, chắc vậy quá, giờ mình cứ ngắt luôn rồi. Mình cột đây đi, không sao. Cứng rồi các bạn.
dập dập vậy các bạn, coi nó tức ra hoa ra bông gì không. Cái này phải đứng dậy làm mới được. Hình như nó bị khuyết các bạn, cái chuyện nó bò cái lết vậy nè. Khuyết thì gỡ, thank you.
quá, khuya quá trời khuya. Cái nào khuyết á mình gỡ các bạn, còn mình không gỡ thì nó sẽ cái hiện tượng nó sẽ bị vàng lá các bạn, và nó bị khuyết á, cái mặt nó bứt bạch, nó không có ấy nước được, nó dẫn nước lên được thì nó sẽ vàng lá cái cây kè, cây hải châu các bạn. Đa số mình thấy vậy biết phải không, nhưng mà cây của mình thấy hiện tượng nó có vậy các bạn, nó bị khuyết nhiều quá đi, rồi nó cái da nó bị ăn vô cái xương á, cái nó mắc mạch. Làm nó dẫn nước lên không được. Làm cho cái lá nó bị vàng. Thì mình thấy nó vậy. Cái hiện tượng nó vậy. Còn biết các bạn chơi thì các bạn thấy sao mình cũng không biết nha. Nhưng mình cây mình ở vườn mình thì mình thấy đa số là nó khuyết quá thì nó bị mà nó vàng lá. Còn cái vàng lá thứ hai nữa là rễ các bạn. Cụ rễ cái vấn đề. Còn cái vàng lá mà bị khuyết á, nhìn nó dễ biết lắm. Đó, cái vàng hết nguyên một cái nhánh đó luôn. Tại mình bị con nhánh các bạn. Mình kẽm cộng kẽm loại kẽm một ly các bạn. Mình không chú ý. Mình quấn nhưng mà bị khuyết chỗ đó. Đó. Cái nghĩ sao cái nhánh này vàng vàng hoài. Cái mình ngồi nghiên cứu thì phát hiện cộng kẽm một ly nó khuyết vô quá sâu. Do đó bây giờ là nó dẫn đến nó mất dẫn đường dẫn nước lên cái nhánh đó, nó vàng nguyên cái cây các bạn, nguyên cái cây á mà có nhánh đó màu gì nó bị vàng à. Đó mình nói nếu mà nó bị rễ á, nếu bị rễ á thì nó sẽ vàng hết nguyên cái cây, sao vàng có nhánh bị vàng. Thì mình nghiên quá trình nghiên cứu thì mình phát hiện cái nhánh đó nó bị khuyết vô. Hôm nay cái mình cắt các bạn, mình cắt ra cái mình tha keo á, nó bao da lại, hôm nay nó hết vàng rồi, là đúng ra là nó bị cũng như mình bó nó luôn vậy. Mấy chỗ đó các bạn muốn chiết á, bạn để vô và chiết cái nó ấy liền, ra để liền ngay cho cái chỗ bị khuyết này. Quấn sao mà nó đặt cứng đầy. Này cũng dài quá. Rồi xong. Tạm thời là vậy. Mình kiếm con kém kia mình chỉnh cái đọt lại này xong qua.
cũng rất là nhiều kẻ cắt bỏ nhiều lắm. Tạm thời các bạn. Cái này nè. Bấm sâu vô chút xíu. Qua. Bây giờ. Sẽ có hoa có bông nha các bạn. Này sẽ để gì đây? Sẽ để nó. Đó, mình sẽ làm có hoa có bông. Bảo hành luôn. Đây. Cây này các bạn. Xong rồi. Đó. Cái cây này nó có cái nè. Nó hai thân. Đây, hai thân nó chập lại chỗ này được các bạn. Nó một cốt lên đây tẻ hai thân, nhưng mà mình bẻ bay bay thì thang mình đồ lên lấy cái này làm cái nóc, nói chung là cũng được chứ không có gì mà xấu. Nó quay kỹ các bạn xem này. Trên xuống nè các bạn. Đó, trên xuống nè. Rồi lát quay dưới lên tổng thể nè. Bây giờ lên các bạn, mình bẻ cây này là nó tàn, nó sắp đủ hết rồi. Các bạn thấy không? Đó. Thân nữa nè. Thân nó cũng đó. Lấy kéo mình cắt cái một số nhánh các bạn. Quay dưới lên thì cũng phải thấy cái này cái kia. Cây này mình không biết nó bay ha, đổ hay lùa sao mình cứ để vậy đi. Cây cũng có thế này thế kia đó, thân cũng có lắc nè các bạn nè, và thấy không, nó thân này chủ nó cũng lắc nè, lắc sơ không nó hết mặt cắt rồi. Đây, đây nó mọc thân nè, đây là nó hai nhánh nè, mình bẻ lùa là nhánh này lên luôn,
chế chơi chứ giờ cây hải châu đâu mà đẹp sẵn cho mình chơi. Đó, trên xuống này các bạn. Rồi, clip cũng vậy các bạn. Mình kết thúc. Thân nè cũng 13, 12, 13 vậy các bạn. Rồi.